tiên phong nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn. Công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thái Việt cũng đã thành công với phương pháp nuôi ong ngoại trong thùng kế. Thay vì làm thùng ong một tầng, những thùng ong ở đây có từ 3 đến 5 tầng. Phương pháp này có nhiều ưu điểm so với nuôi ong ở thùng đơn truyền thống. Ưu điểm của nuôi ong tầng kế là được năng suất cao hơn, đỡ tốn nhân công và được lượng mật là rất sạch và có tiêu chuẩn cao so với thông thường, và với con ong nó sẽ phát triển tốt hơn. Cuối năm 2021, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển nghề nuôi ong ngoại lấy mật trong thùng kế tại rừng ngập mặn tỉnh Thái Bình và chế biến các sản phẩm ngành ong theo hướng sản xuất hàng hóa được triển khai thực hiện. Ngoài điểm nuôi ong tập trung của công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thái Việt, còn có 3 mô hình vệ tinh với quy mô 200 đàn đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Các hộ tham gia mô hình đều đánh giá cao hiệu quả kinh tế mà phương pháp nuôi thùng kế mang lại. Phương pháp này thì là nuôi nhìn chung là nó sẽ nhàn hơn các phương pháp bình thường. Ở chỗ là mình ít phải chăm ong, quá trình thu hoạch thì một năm chỉ có 1 đến 2 lần. So với phương pháp cũ là mình sẽ phải thu khoảng 4 đến 6 ngày một lần trong vụ. Về sản lượng thì là sản lượng của mình nó khoảng 35 cân một đàn cho một vụ. Mật mà được khai thác trên thùng kế nó đảm bảo chất lượng so với cái quy chuẩn mà của mật ong thế giới đề ra. Từ hiệu quả mà phương pháp nuôi ong ngoại trong thùng kế, nhiều hộ nuôi ong trong tỉnh đã thay đổi tư duy, áp dụng phương pháp mới này để nâng cao chất lượng, giá trị mật ong. Hiện nay đã có 9 quy trình đã được hoàn thiện và công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp Thái Việt đã áp dụng vào mô hình nuôi ong ngoại khai thác mật ong ở thùng kế tại rừng ngập mặn và tiến hành thu mua cũng như sản xuất tại chỗ cái sắp nguyên liệu để sản xuất tầng chân, đảm bảo chất lượng phục vụ cho người nuôi ong trong địa bàn tỉnh Thái Bình và các địa phương khác. Phát huy lợi thế của tỉnh có thành phần cây nguồn mật, phấn khá đa dạng. Với diện tích rừng ngập mặn lớn, ngành nông nghiệp định hướng phát triển nghề nuôi ong mật nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân, đồng thời bảo đảm cân bằng sinh thái, giảm áp lực về sâu bệnh cho cây trồng. Nuôi ong khai thác mật trong thùng kế là một kỹ thuật mới cần được phổ biến, nhân rộng để nâng cao năng suất hiệu quả nuôi ong, góp phần tạo sức lan tỏa